Bạn đang nghe từ Phonos. Tóm tắt sách Đừng để nước đến chân mới nhảy. Tác giả: Jocelyn K. Clay. Đừng để nước đến chân mới nhảy, tổng hợp và phân tích tư duy của 20 bộ óc sáng tạo trên nhiều lĩnh vực thông qua những trích dẫn lập luận phân tích và những câu hỏi đáp ta có thể tiếp nhận thông tin và học tập các thủ thuật mà những nhà sáng tạo sử dụng để quản lý thời gian tạo thói quen làm việc hiệu quả và nuôi dưỡng khả năng sáng tạo ngoài ra bạn sẽ có thể dễ dàng áp dụng các nguyên tắc từ cuốn sách vào cuộc sống những chỉnh sửa dù đơn giản nhất cũng có thể giúp công việc trôi chảy hơn và cải thiện mọi nhiệm vụ trong đời sống thường nhật của bạn sau đây Mời bạn điểm qua ba nội dung chính mà Phonos đã chọn lọc trong cuốn sách Đừng để nước đến chừng mới nhảy. Nội dung thứ nhất, xây dựng thói quen hàng ngày phù hợp với nhịp điệu cơ thể. Nếu bạn giống như hầu hết mọi người, thì điều đầu tiên bạn làm khi đến văn phòng là kiểm tra email. Mặc dù thói quen này có vẻ hay, nhưng bắt đầu ngày mới với công việc đơn giản này thực sự có thể làm giảm năng suất. Cơ thể của mỗi người đều tuân theo một nhịp sinh học. Mức năng lượng của chúng ta sẽ giảm dần và suy yếu trong suốt 24 giờ. Thông thường, những nhịp điệu này khiến chúng ta làm việc hiệu quả hơn vào buổi sáng, do đó ta nên dành thời gian đầu ngày cho những nhiệm vụ quan trọng hoặc khó khăn. Khi thấy hộp thư đến chứa đầy tin nhắn chưa đọc, ta có xu hướng cố gắng trả lời những email đó ngay để loại bỏ sự căng thẳng khi biết rằng có người đang chờ mình. Nhưng trả lời email là một công việc đơn giản không đòi hỏi nhiều suy nghĩ và sáng tạo. Hơn nữa, việc trả lời email hoặc gọi điện thoại vào buổi sáng lại khiến bạn sử dụng thời gian hiệu quả nhất để giải quyết các ưu tiên của người khác. Và rồi, khi bắt tay vào thực hiện các dự án của riêng mình, bạn sẽ thấy mệt mỏi. Đó là lý do tại sao huấn luyện viên sáng tạo Mark McGinnis khuyên bạn nên tạo ra một thói quen làm việc mà cho phép bạn có thời gian để bắt đầu ngày mới với các dự án của riêng mình. Quy tắc không trả lời bất kỳ email nào trước khi công việc mang tính sáng tạo của riêng bạn được hoàn thành theo kế hoạch là một bí quyết hữu dụng. Ngoài ra, bạn nên nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc để tối đa hóa năng lượng sẵn có của cơ thể. Ngủ bao nhiêu là đủ? Mặc dù khó nói nhưng hãy cân nhắc rằng chỉ 2,5% dân số cảm thấy thoải mái khi ngủ ít hơn 7 giờ mỗi ngày. Vì vậy, bạn nên dành ra ít nhất 7 tiếng cho mỗi giấc ngủ đêm thay vì phụ thuộc vào những tách cà phê. Và đừng quên bổ sung cả thời gian nghỉ ngơi trong thói quen làm việc của bạn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chúng ta có thể duy trì chức năng đỉnh cao chỉ trong khoảng 90 phút mỗi lần. Vì vậy, hãy thường xuyên tạo ra những khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn sau mỗi lần tập trung để có thể nạp lại năng lượng. Nội dung thứ hai, thường xuyên luyện khả năng tập trung và gạt bỏ sự đa nhiệm. Hãy thừa nhận rằng bạn phải vật lộn với việc tập trung vào những nhiệm vụ nhàm chán hoặc khó chịu. May mắn thay, tác giả, giảng viên và nhà tư vấn về tính năng suất Erin Rooney Dolan có hai mẹo tuyệt vời để giúp bạn vượt qua. Trước tiên, hãy tìm cách củng cố sức mạnh ý chí của bạn tại nơi làm việc bằng cách rèn luyện nó trong những khía cạnh khác của cuộc sống. Ví dụ, bạn có thể tạo thói quen xỉa răng mỗi đêm thói quen này sẽ tích hợp khả năng tự chủ vào cuộc sống của bạn. Nói một cách đơn giản, hãy bắt đầu hình thành những thói quen nhỏ và nhàm chán ở trong cuộc sống để tăng sức mạnh ý chí và khả năng tập trung. Như vậy, từ những thay đổi mang tính kỷ luật trong lối sống, bạn sẽ dễ dàng áp dụng tính kỷ cương trong công việc và tránh được những phiền nhiễu ở chỗ làm. Thứ hai, bạn có thể thay thế phiền nhiễu tiêu cực không liên quan đến công việc bằng những điều tích cực trong một nghiên cứu có những đứa trẻ ngồi một mình trong phòng cùng viên kẹo dẻo với hai lựa chọn, ăn kẹo ngay hoặc nhận hai viên sau vài phút. Những bé có thể chờ đợi đã thay thế sự sao nhãn tiêu cực, tức viên kẹo dẻo thơm ngon bằng những thứ gây phần tầm tích cực, chẳng hạn như ca hát. Bạn cũng có thể sử dụng nguyên tắc này để khắc phục những phiền nhiễu tiêu cực trong công việc. Ngoài ra, bạn cần gạt bỏ sự đa nhiệm nếu muốn tập trung. Theo tiến sĩ tâm lý học Christian Jarrett. Hầu hết chúng ta tin rằng mình khá thành thạo khi làm hai việc cùng lúc. Tuy nhiên, ta chỉ có thể làm được điều đó khi một trong những nhiệm vụ mang tính đơn giản và theo quán tính, chẳng hạn như đi bộ. Khi cả hai nhiệm vụ đều đòi hỏi sự chú ý, ta phải chuyển sự tập trung từ việc này sang việc khác, vừa tốn thời gian vừa không hiệu quả. Điều này đã được xác minh trong một nghiên cứu khi sinh viên cố gắng đọc sách và nhắn tin với bạn bè họ mất thêm khoảng 25% thời gian để đọc một trang so với sinh viên tập trung đọc hoàn toàn. Vì vậy, nếu bạn sắp xếp nhiều nhiệm vụ cùng một lúc, hãy nhớ rằng điều này không thực sự khiến bạn làm việc tốt hơn. Hãy đảm bảo dành một khoảng thời gian trong ngày hoàn toàn không bị phân tâm để có thể hoàn thành công việc một cách hiệu quả. Tuy nhiên, ngay cả khi bạn quyết tâm tuyệt đối chỉ tập trung vào một nhiệm vụ duy nhất, Chắc chắn, người khác sẽ muốn bạn làm điều gì đó. Vậy bạn có thể làm gì với việc này? Giáo sư Khan Newport có câu trả lời tuyệt vời. Hãy thiết lập một cuộc họp tập trung. Nếu bạn cần 2 giờ để hoàn thành một nhiệm vụ, hãy đánh dấu nó trên lịch của bạn giống như bất kỳ cuộc họp hoặc cuộc hẹn nào khác và xử lý nó theo cách tương tự. Bằng cách này, cả bạn và đặc biệt là đồng nghiệp biết rằng bạn không rảnh trong khung giờ đó và không làm phiền bạn nữa nội dung thứ ba. Đừng để công nghệ kiểm soát bạn. Lẽ ra, công nghệ nên phục vụ và hỗ trợ chúng ta tiết kiệm thời gian và tăng năng suất làm việc, nhưng đa phần ta lại dễ bị sao nhãn bởi chính công nghệ, đặc biệt là mạng xã hội. Một cách hữu ích để ngăn bản thân bị cuốn vào công nghệ là sử dụng chúng một cách có ý thức. Chúng ta thường xuyên đăng nhập vào mạng xã hội khi cảm thấy buồn chán. Vấn đề là ta không kiểm soát được khi nào nên dừng lại và chuyển sang việc khác. Để chống lại điều này, Laurie Dashin, người sáng lập blog Tina Buddha com gợi ý rằng việc tập trung vào mạng xã hội phải luôn có chủ đích. Hãy biết rõ lý do bạn phải dùng mạng xã hội mỗi khi sử dụng. Ví dụ như, để chia sẻ vị trí của nhà hàng nơi bạn vừa thưởng thức một chiếc bánh pizza tuyệt vời. Nhưng sau đó, hãy nhớ thoát ra ngay. Bằng cách này, bạn có thể tiếp tục với cuộc sống thực của mình thay vì mãi mê với những gì đang diễn ra trên Facebook. Song song với điều này, bạn nên suy nghĩ một cách có ý thức về cách mình đang sử dụng máy tính, bao gồm cả tư thế của bạn. Cựu giám đốc điều hành công nghệ cấp cao Linda Stone đã nhận định từ một nghiên cứu đáng báo động, hành vi của chúng ta trước màn hình máy tính hoặc điện thoại thông minh có thể gây bất lợi cho sức khỏe. Ví dụ, khi nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, ta vô thức nín thở hoặc thở nồng từ đó gây ra các bệnh liên quan đến căng thẳng một cách cải thiện điều này là thực hành yoga và các kỹ thuật thở có ý thức ngoài ra bạn phải nhớ rằng bạn không cần điện thoại thông minh hay máy tính trong mọi phần của cuộc sống có điện thoại thông minh hoặc máy tính ngay bên cạnh khi đang cố gắng tập trung giống như việc chúng ta ngồi cạnh một đĩa bánh quy thơm ngon trong lúc ăn kiêng thật không may điều này cũng có nghĩa là mọi người mong đợi ta có mặt ở tất cả các giờ trong ngày bất kể điều gì bạn có thể tắt tất cả các thiết bị của mình hoặc thậm chí chỉ cần đi đến một phòng khác khi bạn thực sự cần tập trung bạn vừa nghe xong tóm tắt sách đừng để nước đến chân mới nhảy những kiến thức khoa học và bí quyết từ những nghiên cứu và kinh nghiệm của các bậc thầy sáng tạo trong cuốn sách sẽ hỗ trợ bạn cải thiện sự tập trung và gạt bỏ tính trì hoãn bằng cách chú ý đến nhịp điệu sinh học tự nhiên của mình từ bỏ thói quen làm nhiều việc cùng lúc và nắm quyền kiểm soát công nghệ ta có thể tối đa hóa năng lượng cho những công việc ưu tiên để vừa hoàn thành công việc vừa có thời gian nghỉ ngơi hy vọng những lời khuyên hữu ích từ sách sẽ góp phần giải quyết sự ung tắc trong công việc và thúc đẩy nguồn lực sáng tạo của bạn cảm ơn bạn đã lắng nghe tóm tắt sách trên ứng dụng phonos hãy thường xuyên truy cập vào phonos để đón nghe những nội dung âm thanh độc quyền được cập nhật liên tục bạn nhé